Chào các bác ạ, là Lê Thành Auto. Thì Thành Auto đang trải nghiệm một chiếc VinFast VF E34. Thế thì hôm nay thì em Thành Auto sẽ làm một cái video clip xem là cái chiếc VinFast VF E34 này có xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua chiếc VinFast VF E34 này không các bác nhá. Thế thì với suất đặt cọc tiên phong 50 triệu thì chúng ta chỉ cần bỏ ra là tổng thiệt hại chỉ có 495 triệu là chúng ta đã có thể bưng chiếc xe này về rồi. Và lăn bánh xuống đường em xe này chúng ta chỉ cần cộng thêm khoảng tầm 5-6 triệu nữa đi, thì chúng ta cứ gọi là khoảng tầm 500 triệu lăn bánh cho chiếc VinFast VF E34. Thế thì 500 triệu chúng ta sở hữu một chiếc xe VinFast VF E34 với 6 túi khí, trang bị hỗ trợ giữ làn này, cảnh báo trạch làn này, đấy, điều khiển giọng nói này, dành tay nghe cuộc gọi này, ga tự động cruise control này, đấy, cam 360 này, cảnh báo va chạm điểm mù tích hợp trên gương này. Đấy. Rồi là rất là nhiều cái tính năng công nghệ rất là hấp dẫn trên chiếc VinFast VF E34 này. Đấy. Đây là khu vực cần số đây. Nội thất bên trong nhá. Rất là đẹp xịn sò đúng không ạ? Đấy, chiếc E34. Chặn xuống kính toàn bộ xe chỉ được người lái được điều khiển nên xuống chặn xuống kính thôi nhá. Đèn thì cũng có để chế độ đèn auto này. Đấy. Vô lăng vần cảm giác rất là hợp lý. Thế thì đây, bây giờ em xi nhan thì cái màn hình người lái màn hình chính này nó hiện thị xi nhan tấp lề luôn các bác nhá. Đấy, một chiếc xe có 500 triệu thôi mà nó với đầy đủ tính năng công nghệ an toàn như thế này rồi, trang bị tới 6 túi khí. Đấy, có điều hướng dẫn đường rồi là sạc một lần đi được khoảng tầm 285 cây theo thông số của nhà máy. Thế thì thêm nữa là em xe này đạt tốc độ tối đa là 120 km/h, đây là tốc độ tối đa cho phép. Đấy, cũng đạt được tiêu chuẩn của Việt Nam chúng ta rồi, khi mà đi trên đường cao tốc chúng ta mới đi được có 120 km là tối đa. Đấy, cảm giác vần lái chiếc VinFast VF E34 này rất là hấp dẫn các bác nhá. Đây, khi em ôm sát làn cua vào đây. Đấy, các bác nhìn nhá. Cam 360 lập tức hiện lên và có cả xi nhan tấp lề. Đấy. Đi cảm giác rất là chắc chắn. Chắc chắn và cách âm thì đương nhiên là cái câu chuyện là nó sẽ tốt nhất so với tầm giá rồi. 500 triệu thì chúng ta không thể đòi hỏi một chiếc xe nó cách âm cực tốt được, và nó cách âm như thế là gọi là chấp nhận được các bác nhá. Đấy. Đây. Không gian nội thất rất là rộng rãi, em này là màu ngoại thất là màu đen, nội thất là màu be. Đấy, với 500 triệu chúng ta đã có thể sở hữu một chiếc xe ô tô điện của VinFast. Hey VinFast. Anh nóng quá. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là thông minh. Hey VinFast, kể cho anh một câu chuyện cười. Trung tâm cấp cứu nhận được một cú điện thoại alo cho một xe cấp cứu đến ngay khách sạn A. Tại bàn tính tiền có một khách hàng bị ngất. Bác sĩ trực trả lời: à, cái này thường gặp thôi. Trong lúc đợi hãy làm những động tác sơ cứu sau. Bước 1, cỡ ngay hóa đơn tính tiền ra khỏi tay khách hàng. Bước 2, trong một phòng hạng 3. Bước 3, dùng tấm biển đại hạ giá đặt trước mặt khách hàng. Đấy, có nghe thấy chưa? Đây này, xi nhan tấp lè này. Khá là hay. Trên một chiếc xe có 500 triệu thôi. Cảnh báo điểm mù nhấp nháy liên tục luôn. Đấy. Các bạn thấy chưa ạ? 500 triệu cho một chiếc VinFast VF E34, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C-. Hạng xe trừ các bác nhé. Thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc xe ô tô điện VinFast VF E34, hãy nhanh tay nhanh chân liên hệ ngay với em Thành Auto theo cái số hotline 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Còn bây giờ thì em Thành Auto xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.